Lời tựa: Kinh Chim Sát Nghiệp Báo Thiện Ác, còn gọi là Kinh Địa Tạng Bồ Tát Nghiệp Báo, gồm hai quyển, do Ngài Bồ Đề Đăng người nước Ấn Độ dịch ra Hoa ngữ đời nhà Tùy, được thâu vào tập thứ 17 trong Đại Tạng Chánh Tân Tu của Nhật Bản. Kinh này do Đức Bồ Tát Địa Tạng vì chúng sanh đời mạt Pháp cầu học Pháp lành ứng với lời dạy của Phật mà nói ra. Quyển thượng nói rõ cách chiêm vẽ để xem xét nghiệp báo thiện ác, quyển hạ thuật gành nghĩa chân thật của Đại Thừa. Chiêm sát tức là dùng tướng mộc luân những mảnh gỗ gieo quẻ để biết nghiệp thiện nghiệp ác, cùng quả báo khổ vui lành dữ đời trước và đời này cho một người nào đó. Cách làm mộc luân là đem 10 điều thiện và 10 điều ác phân biệt ra và khắc chữ ở trên 10 mảnh gỗ nhỏ. Thành nhóm thứ nhất, viết 3 chữ thân khẩu ý trên 3 mảnh gỗ khác, có khắc nét dài, ngắn, sâu, cạn, lớn, nhỏ. Thành nhóm thứ hai, viết chữ số từ 1 đến 18 trên 6 mảnh gỗ khác nữa, mỗi mảnh gỗ chỉ 3 mặt còn chừa, 1 mặt trống. Thành nhóm thứ ba, đem gieo từng nhóm trên vật sạch do những mộc luân đó hiện ra những chữ số gì, rồi theo đó mà xem xét việc lành dữ tốt xấu hoặc nhân quả đời trước đời này, vân vân. Đó là nội dung quyển thượng. Tuy về hình thức là chiêm bói nhưng thực chất lại khác xa muôn trùng đối với những việc chiêm bói của thế gian. Tại sao vậy? Bởi vì cách chiêm bói này đòi hỏi người thực hành phải là đệ tử của Phật, thuộc thành phần xuất gia tại gia, có quy y thọ giới hẳn hoi. Và trước khi muốn chiêm sát phải biết cúng dường tam bảo, sám hối, phát nguyện, tùy hỷ, hồi hướng, có được đức tin thuần túy thanh tịnh rồi thì sự chiêm sát thiện ác mới được tương ưng với bi nguyện chỉ dẫn của chư Phật Bồ Tát và Ngài Địa Tạng. Khi đó những điều cần cầu mới ứng nghiệm và chính xác. Không đủ những yếu tố này, việc chiêm sát sẽ không tương ưng. Lại nữa, khi thực hành đúng theo lời dạy của Đức Địa Tạng Bồ Tát và việc mình muốn xem xét được hiện ra kết quả rõ ràng, phải biết đó là di tâm xả hiện, cũng chính là một phần mãnh mún nơi thể tướng dụng của chân tâm chúng ta. Quyển hạ kinh này chỉ dạy về pháp quán như thế nào để đúng với nghĩa thật của Đại Thừa, nghĩa là người muốn hướng về Đại Thừa để tu học trước tiên cần phải biết hạnh căn bản ban sơ, đó là cảnh giới của nhất thật tướng. Nhất thật tướng này được tóm nêu bằng hai nghĩa: thứ nhất là tâm chân như, nghĩa thứ hai là thức a lại gia. Tâm chân như là cái thể bất sinh bất diệt của tất cả các pháp. Thức a lại gia nghĩa là sinh diệt của tất cả các pháp. Học tập quán này có hai đường lối quán sát, ấy là pháp quán di tâm thức và pháp quán thật tướng trung đạo của chân như. Người nào nương vào một trong hai pháp quán này mà tiến tới, tức có thể chợt nhận ra nhất thật tướng, được mệnh danh là tu đúng pháp Đại Thừa, sẽ dự vào chủng tính Bồ Tát. Vị nào không kham nổi việc tu tập hai pháp quán nói trên, hãy niệm danh hiệu Đại Bồ Tát Địa Tạng cầu sanh về tịnh độ của chư Phật ở các phương khác, hoặc tùy một đức Phật ở phương nào xây về hướng ấy mà niệm danh hiệu của Ngài. Đến khi được nhất tâm, sẽ tùy nguyện sinh cõi Phật đó, gốc gác sẽ không rơi vào các đường ác. Tám chỗ nạn xe thành tựu đức tin về Đại Thừa, mau được bất thoái chuyển. Như trên là nội dung tóm tắt hai quyển của bộ kinh Chiêm Sát Nghiệp Báo Thiện Ác. Đức Đại Bồ Tát Địa Tạng vì thương xót chúng sanh đời mạt Pháp mà đã thay Phật chỉ dạy gành ghẽ mọi điều ở Trung Hoa từ đời nhà Tùy trở lại đây. Những người căn cứ theo bản kinh này để thực hành pháp sám tội, số ấy rất nhiều, đủ cho thấy tập tục dân gian của Trung Quốc với tư tưởng Phật giáo một mực kết hợp với nhau. Có điều là từ đời nhà Tùy đến đời Đường, kinh này bị một số học giả xem là ngụy tạo vì cho rằng xuất xứ của kinh không được rõ ràng. Đến đời Đường, niên hiệu Đại Châu, những nhà sư định mục lục các kinh Phật với bộ Khai Nguyên Thích Giáo lục mới xem kinh này là chân kinh và thâu vào mục lục các kinh trong Đại Tạng. Sự truyền bá có hơi rộng rãi kể từ đó đến đời Minh. Có ngài Chí Húc Đại Sư trước tác một quyển tựa đề là Huyền Nghĩa Kinh Chiêm Sát, hai quyển Chiêm Sát Nghĩa Sớ, một quyển Chiêm Sát Hành Pháp Cách Thực Hành Việc Chiêm Sát. Bốn quyển trên đều là
Chú sớ, bộ kinh này theo tài liệu Lịch Đại Tam Bảo Ký quyển 12 cận đại đây cũng có ngài, luật sư Hoằng Nhất. Trong khi viết quyển Địa Tạng Bồ Tát Thánh Đức Đại Quang, nhìn chung về thánh đức của Bồ Tát Địa Tạng đã trích dẫn kinh Chim Sát này rất nhiều và đề cao biên nguyện độ sinh của Đức Địa Tạng Đại Bồ Tát đối với chúng sanh ở cõi Ta Bà. Ngày nay hàng ngũ xuất gia tại gia như chúng ta đang ở vào thời kỳ mạt pháp, tức là thời kỳ giáo pháp của Đức Phật đang suy vi, tà pháp đang lừng lẫy, điều đó rất hiển nhiên không thể phủ nhận. Tuy rất nhiều vị phát tâm chổi vượt cầu vô thượng bồ đề và tu theo các môn thiền định của Phật giáo, nhưng số người đạt được thành quả không phải là đa số mà hầu như rất hiếm hoi. Phải chăng đều do túc thế hiện căn còn mong manh yếu ớt mà nghiệp chướng và tội nặng hiện tại và quá khứ lại sâu dày, cho nên thường bị nhiều điều chướng nạn hoặc bị nhiễu sự nhiễu loạn bởi các thứ quỷ thần của 95 phái tà sư ngoại đạo khiến cho lui mất căn lành mà trở lại cầu phước báo nhỏ mọn ở thế gian, như Đức Bồ Tát Địa Tạng đã dạy trong kinh này. Cũng vì những nguyên nhân đó, Đức Đại Bồ Tát khởi lòng đại bi vô tận chỉ dạy cách chiêm sát nghiệp báo thiện ác để người tu hành tự biết túc căn của mình, sau đó chọn lựa pháp tu cho hợp với căn cơ trình độ, ngõ hầu thoát khỏi sự phá hoại của các thứ ma tà. Thế nên những đệ tử Phật khi xem đến hoặc nghe nói đến việc chiêm bói, chớ vội khinh thường cho rằng Phật pháp pha trộn với hình thức bói quẻ của thế gian. Với hình thức một bộ Mộc Luân gồm 19 mảnh gỗ chia làm 3 nhóm, nhóm đầu gồm 10 cái thâu nhiếp tất cả thập thiện thập ác, nhóm giữa 3 mảnh thâu nhiếp nghiệp thiện ác sâu cạn riêng biệt thuộc thân khẩu ý, nhóm sau 6 mảnh thâu nhiếp 6 căn 6 trần 6 thức thuộc 18 giới với 189 hiện tượng của phàm thánh thế gian và xuất thế gian. Cứ như vậy đủ thấy kinh Chim Sát nghiệp báo thiện ác này thật bất khả tư nghị, không một loại bói khoa nào có thể sánh kịp. Riêng về thật nghĩa của Đại Thừa thì cũng được Bồ Tát Địa Tạng giảng giải một cách tinh vi sâu thẳm nơi quyển hạ. Nếu đem luận Đại Thừa khởi tính của Bồ Tát Mã Minh đã tạo để so sánh, ta sẽ thấy rằng những nghĩa căn bản của luận khởi tính phần lớn đều ở trong kinh này. Thế thì kinh này đã tóm tắt vậy về ý nghĩa trọng yếu của đạo lý Nhất Thừa vậy. Vì nhân duyên nào chúng tôi dịch kinh này? Xin thành thật thưa rằng từ trước đến nay các bản kinh Hoa ngữ lưu hành ở Việt Nam rất nhiều, nhưng bộ kinh Chim Sát này chưa thấy lưu thông, lại cũng ít khi được nghe nói đến. Nay tình cờ một nhân duyên nào đó thúc đẩy khiến cho một Phật tử người Đài Loan khi qua làm ăn ở Việt Nam đầu năm Bính Tý năm 1996 đã đem theo bộ kinh này với hộp Mộc Luân được khắc chạm mạ vàng rất tinh xảo công phu. Có cả bạn chỉ dẫn phương pháp sử dụng 19 Mộc Luân để chiêm sát. Cư sĩ muốn tìm người dịch ra kinh này để lợi ích cho hàng Phật tử Việt Nam. Sau một thời gian mấy tháng tìm không được người, ông thổ lộ với một Phật tử Việt Nam rằng muốn đem bộ kinh và hộp Mộc Luân này về Đài Loan. Người Phật tử kia giới thiệu đến chúng tôi, ông vui lòng trao lại bản kinh và hộp Mộc Luân với hy vọng tôi có thể dịch bộ kinh này. Sau khi nhận bản kinh đầu tháng 4 năm nay năm 1996, tôi khởi sự dịch hàng ngày. Mặc dù trong mùa Phật đản và an cư kiết hạ với nhiều bận rộn, tôi cũng cố gắng hết sức mình. Đến cuối tháng 4 thì xong 2 quyển với phần chú thích những từ ngữ khó và bản chỉ dẫn phương pháp sử dụng Mộc Luân để những vị tu sĩ, cư sĩ, Phật tử tại Việt Nam bớt khó hiểu trong khi sử dụng đến. Sau khi bản thảo hoàn thành, tôi gửi đến vị cư sĩ Đài Loan nọ để ông xem thử. Cư sĩ rất vui mừng và phát biểu rằng bản dịch của chúng tôi không trái với nội dung của kinh. Như thế nguyện vọng của ông đã thỏa mãn. Phải chăng đây đều do thần lực của Đức Bồ Tát Địa Tạng gia hộ độ trì khiến cho tôi làm được việc này? Tôi thầm tin tưởng như vậy. Xin ghi lại nơi đây để gửi đến chư vị có nhân duyên đọc và sử dụng kinh Chim Sát nghiệp báo thiện ác này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tháng trong hạ mùa an cư năm Bính Tý năm 1996, kinh dịch giả kính ghi kinh Chim Sát thiện, kinh Chim Sát nghiệp báo thiện ác quyển thượng, đời tùy Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Đăng, người nước Ấn Độ, dịch Phạn Văn ra Hán Văn, Việt dịch Thích Thiện Thông. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật đấng nhất thiết chí ở thành Vương Xá
Trong núi linh thú dùng sức thần thông thể hiện đạo tràng thanh tịnh trang nghiêm rộng rãi vô ngại cùng với vô lượng vô biên đại chúng con họ diễn nói pháp môn căn tụ rất sâu. Bây giờ trong họ có một Bồ Tát tên là Kiên Tịnh Tín từ tòa đứng dậy sửa lại y phục vén áo hai mặt cung kính chắp tay bạch lên Đức Phật kính bạch Thế Tôn nay con ở giữa chư đại chúng đây muốn có chỗ hỏi thưa thỉnh Thế Tôn có mong Thế Tôn rủ lòng cho phép. Đức Phật dạy rằng này thiện nam tử tùy chỗ ông hỏi Như Lai có thể giải nói cho ông. Ngài Đại Bồ Tát Kiên Tịnh Tín thưa Đức Thế Tôn như Đức Thế Tôn trước đây có nói ta nhập diệt rồi đến sau thời kỳ chánh pháp chấm dứt tượng pháp sắp hết sang thời mạt pháp vào thời kỳ này chúng sanh phước mỏng nhiều sự si buồn quốc độ xảy ra rối loạn hoài hoài tai họa nhiều lần nổi lên khắp nơi đủ thứ ách nạn còn những thứ sợ sệt bức xúc chúng sanh đệ tử Như Lai đa số đánh mất niệm lành của mình chỉ nuôi lớn thêm tham giận ganh tị ngã mạn giả sử có người làm được những điều giống như thiện pháp thì cũng chỉ cầu lợi dưỡng tiếng khen theo người thế gian lấy đó làm đích chẳng thể chuyên tâm tu pháp xuất yếu trong thời kỳ này chúng sanh khắp nơi nhìn thấy trong đời tay biến loạn ly lòng họ khiếp nhược lo sợ thân mình và những quyến thuộc chẳng được áo cơm để nuôi thân mạng do những nhân duyên đầy rẫy các thứ chướng ngại như thế cho nên đối với chánh pháp của Phật căn tính của họ trở nên chậm lụt đức tin ít ỏi người chứng được đạo cực kỳ hiếm có đến đổi lần lần đối với ba thừa những người thành tựu đức tin căn bản lại cũng rất hiếm những người tu học thiền định tại thế gian mà phát sinh những năng lực thần thông như biết kiếp trước của mình lần lượt chẳng còn vào thời mạt pháp lâu xa như vậy người chứng đạo quả người được đức tin người được thiền định thần thông hoàn toàn không có kính bạch Thế Tôn còn vì thời đại ác trược sau này khi tượng pháp sắp hết và vì chúng sanh căn lành nhỏ nhoi trong thời mạt pháp xin hỏi Như Lai bày phương tiện nào mở mang chỉ dẫn hàng đệ tử Phật khiến sinh lòng tin được trừ suy buồn bởi các chúng sanh gặp thời đại ác nhiều chướng ngại nên họ thoái tâm lành đối với nhân quả của pháp thế gian và pháp xuất thế phần nhiều nghi ngờ chẳng thể bền lòng chuyên cầu thiện pháp chúng sanh như vậy đáng thương đáng đức cứu tâm đại từ bi của Đức Thế Tôn bao la vô tận chí biết tất cả sinh khởi phương tiện dạy rõ điều này khiến lìa lưới nghi trừ các chướng ngại thêm được đức tin nương theo các thừa mà mau được giải thoát. Đức Phật bảo Ngài Kiên Tịnh Tín rằng lành thay, ông hỏi việc này hay lắm, rất vừa ý ta. Nay trong họ này có Đại Bồ Tát tên là Địa Tạng, ông nên đem việc này thưa hỏi với người. Vị Bồ Tát ấy sẽ vì ông mà dựng lập phương tiện, mở bài diễn nói để ông mãn nguyện. Kính Bạch Thế Tôn, Như Lai là đấng đại trí, vô thượng, ý gì Đức Phật chẳng nói, lại muốn để cho Bồ Tát Địa Tạng diễn nói việc này. Đức Phật bảo Ngài Kiên Tịnh Tín. Ông chớ có sinh tư tưởng cao hạ Bồ Tát Địa Tạng từ khi phát tâm tu hành đến nay đã hơn vô lượng vô biên bất khả tư nghị A Tăng kỳ kiếp từ lâu người đã chứng vào biển nhất thiết chí công đức tràn đầy chỉ vì nương sức đại tự tại và thệ nguyện xưa mà khéo hóa hiện ứng thân mười phương dù gần dạo khắp tất cả cõi nước khởi dụng độ sinh nhưng với đời ác năm trược kiêng người là làm lợi ích giáo hóa sâu dày hơn cả lại cũng nương sức huân tập thệ nguyện thở xưa mà người nhận lấy sự nghiệp giáo hóa chúng sanh có nhân đáng độ Bồ Tát Địa Tạng từ 11 kiếp trở lại đây luôn luôn trang nghiêm thế giới ta bà thành thục chúng sanh do đó trong đại hội này thân tướng của người đang nghiêm oai đức thù thắng chỉ trừ Như Lai ngoài ra không ai có thể hơn nổi và lại bao nhiêu sự nghiệp giáo hóa nơi thế giới này trừ những vị đại Bồ Tát như Văn Thù Sư Lợi, Quán Thế Âm, ngoài ra không ai có thể sánh kịp. Cũng bởi bản thể và nguyện lực xưa của Bồ Tát này là nhanh chóng thỏa mãn tất cả nguyện cầu của khắp chúng sanh hay diệt tất cả tội nạn hay trừ các thứ chướng ngại cho khắp chúng sanh để họ hiện đời được sự an ổn. Lại nữa, Bồ Tát Địa Tạng được mệnh danh là đấng khéo nói pháp an ủi chúng sanh, nghĩa là khéo nói những pháp rất sâu có thể mở mang dẫn dắt những người vừa mới tu học phát khởi ý chí cầu pháp đại thừa khiến chẳng khiếp nhược bởi những nhân duyên như vậy nên nơi thế giới này chúng sanh khác ngưỡng chịu sự giáo hóa đắc độ của người do đó mà ta để cho người nói khi ấy Bồ Tát Kiên Tịnh Tín đã hiểu được ý của Phật ngay đó ngài liền mở lời khuyến thỉnh Đức Địa Tạng rằng hay thay đấng đại sĩ cứu đời hay thay đấng đại sĩ
đại trí khai đạo. Như điều tôi hỏi về những chúng sanh trong đời ác trược dùng phương tiện gì giáo hóa chỉ dẫn cho họ lìa khỏi các thứ chướng ngại, được vững niềm tin. Nay Đức Như Lai muốn để cho ngài nói phương tiện đó, xin ngài phải thời thương xót nói cho. Lúc đó ngài địa 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 ngài Đại Bồ Tát Địa Tạng nói với ngài Kiên Tịnh Tín rằng: Này thiện nam tử, hãy khéo lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nói. Thời gian sau khi Đức Phật diệt độ, trong đời ác trược, những vị tỳ kheo hay tỳ kheo ni, nam nữ cư sĩ đối với những điều nhân quả thế gian và sức thế quốc gian như chưa có được đức tin quyết định, chẳng thể tu học về tưởng vô thường, về ý tưởng khổ, ý tưởng vô ngã, ý tưởng bất tịnh. Những pháp quán ấy chẳng thể thành tựu, chẳng thể siêng năng quán bốn thánh đế, hoặc là pháp quán 12 nhân duyên, hoặc là những pháp quán bất sinh bất diệt. Do chẳng siêng những quán những pháp như vậy, cuối cùng chẳng thể không thể tạo tội lỗi thuộc 10 điều ác căn bản. Đối với công đức của Phật Pháp Tăng và những cảnh giới nhiệm màu của ngôi Tam Bảo, chẳng hay chiên lòng tin tưởng sâu sắc đối với trong ba thừa đều không định hướng. Những hạng người trên nếu có bất cứ thứ chướng duyên nào thì mối lo lắng càng thêm tăng trưởng, hoặc nghi hoặc hối, đối với mọi điều tâm chẳng sáng tỏ, còn nhiều lo lắng, nhiều lắm chuyện ràng buộc, làm việc bất tịnh, tư tưởng rối loạn, phế tu đạo nghiệp. Hàng đệ tử Phật người nào có sự chướng nạn như thế nên dùng phương pháp xem tướng mộc luân mà chiêm nghiệm xét nét nghiệp nhân tốt xấu của những đời trước, cũng như những sự khổ vui lành dữ hiện tại đời này. Duyên hợp mà có, duyên hết thì tan, nghiệp nhóm theo tâm, tướng hiện quả khởi, chẳng mất chẳng hư, tương ứng với nhau không hề sai lạc. Hãy nên như vậy, chiêm nghiệm kỹ càng nghiệp báo tốt xấu rồi tự nhắc nhở nơi lòng của mình, đối với việc nào có chỗ nghi ngờ thì lấy theo đó quyết định rõ rệt. Là đệ tử Phật nên học tập phương pháp chiêm sát tướng mộc luân này, hết lòng nương theo, việc được xem xét thì không điều nào mà chẳng thành tựu. Chẳng nên vứt bỏ phương pháp nói trên, trở lại theo đuổi những thứ bói quẻ hoặc là những việc chiêm tướng lành dữ của người thế gian, rồi sinh ham đắm ưa thích học tập. Nếu thích học tập thì rất chướng ngại thánh đạo Bồ Đề. Này thiện nam tử, muốn học cách làm tướng mộc luân thì trước phải khắc gỗ cỡ như ngón út, dài dưới một tấc, chính giữa mảnh gỗ bốn mặt bằng nhau, đầu hai mảnh gỗ nhọn dần lần lần ra, ngửa tay gieo qua chỗ sạch bên cạnh, khiến cho chuyển đổi nhân vì nghĩa này mệnh danh là luân. Lại nương tướng này có thể phá hỏng lưới nghi chấp tà trong tâm chúng sanh, chuyển sang đường chánh đến chốn an ổn, nên gọi là luân. Về tướng mộc luân thì có tất cả ba thứ khác nhau. Thế nào là ba? Một là luân tướng biểu thị nghiệp chủng thiện ác sai biệt đã tạo đời trước, luân này có 10. Hai là luân tướng biểu thị nghiệp chủng chứa nhóm trong những đời trước hoặc xa hoặc gần, tạo nghiệp mạnh yếu lớn nhỏ khác nhau, luân này có ba. Ba là luân tướng biểu thị thọ báo sai biệt cả trong ba đời, luân này có 6. Như muốn xem xét những nghiệp ác sai biệt đã tạo đời trước thì phải khắc gỗ ra làm 10 luân. Y 10 luân này viết ghi danh từ 10 nghiệp thiện, cứ mỗi thiện nghiệp chủ ở một luân, ghi ở một mặt, kế lấy 10 ác nghiệp viết đối diện lại với 10 thiện nghiệp, khiến cho cân đối mỗi luân cũng ghi ở tại một mặt. Về 10 thiện nghiệp chính là cội rễ tất cả điều thiện, có thể tóm nhiếp tất cả thiện pháp khác. Về 10 ác nghiệp cũng là cội rễ tất cả điều ác, có thể tóm nhiếp tất cả ác pháp khác. Nếu muốn chiêm quẻ tướng mộc luân này, trước hết phải học sự dốc lòng thành lễ chung tất cả chư Phật mười phương, nhân đó lập nguyện, nguyện cho tất cả chúng sanh mười phương đều được nhanh chóng gần gũi cúng dường, thưa hỏi lãnh nhận chánh pháp của Phật. Kế đó nên học sự dốc lòng thành kính lạy mười phương tất cả pháp tạng, nhân đó lập nguyện, nguyện cho tất cả chúng sanh mười phương đều được nhanh chóng thọ trì đọc tụng tu hành chánh pháp vì người diễn nói. Kế nữa phải học sự dốc lòng thành kính lạy mười phương tất cả hiện thánh, nhân đó lập nguyện, nguyện cho tất cả chúng sanh mười phương đều được nhanh chóng gần gũi cúng dường phát tâm bồ đề đến bất thoái chuyển. Sau đó nên học sự dốc lòng thành kính lạy nơi ta địa tạng bồ tát ma ha tát, nhân đó lập nguyện, nguyện cho tất cả chúng sanh mười phương mau được trừ nghiệp, trừ diệt đi nghiệp ác, lìa các chướng ngại, những vật nuôi thân đều được đầy đủ,
Lại như thế rồi, tùy chỗ có được hương hoa nên sắm cúng dường, trong khi cúng dường hành giá phải nên nhớ nghĩ tất cả Phật Pháp Tăng, bảo thể thường khắp giáp hiện hữu khắp nơi, nguyện cho những món hương hoa dân cúng đồng với pháp tính xông khắp tất cả cõi nước mười phương của các đức Phật rộng làm Phật sự, lại nghĩ mười phương tất cả món cúng lúc nào cũng có. Nay tôi sẽ dùng tất cả những thứ hương hoa hương, chuỗi ngọc, vàng phan, bảo cái, những món chân quý, các thứ âm nhạc, đèn đuốc làm sáng tỏ, món ăn, thức uống, y phục, mền nệm, thuốc thang, cho đến bao nhiêu những món trang nghiêm cúng dường tận khắp mười phương mà mình có thể hình dung nhớ tưởng, đều cùng chung tất cả chúng sanh dâng hiến cúng dường. Lại nên nghĩ đến người nào sắm sửa những món cúng dường trong các thế giới ta đều tùy hỷ, người nào chưa thể sắm sửa cúng dường nguyện được dẫn dắt tu pháp cúng dường, là nguyện thân ta có thể nhanh chóng đến khắp tất cả cõi nước mười phương, ở mỗi mỗi chỗ Phật Pháp Tăng bảo đều dùng tất cả món trang nghiêm với khắp chúng sanh, đồng đem dâng hiến cúng dường tất cả pháp thân, sắc thân, xá lợi, hình tượng chùa viện tháp miếu, tất cả Phật sự của các đức Phật, cúng dường tất cả bao nhiêu tạng pháp và chỗ thuyết pháp, cúng dường tất cả chư hiền thánh tăng, nguyện cho con cùng với tất cả chúng sanh tu hành cúng dường như thế rồi, lần lần thành tựu 6 ba la mật, 4 vô lượng tâm, biết sâu các pháp xưa nay vắng lặng, không sinh không diệt, nhất vị bình đẳng, lìa niệm thanh tịnh, gốc gáo tròn đầy. Lại một lần nữa buộc tâm một chỗ, riêng cúng dường ta Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát bằng cách xưng danh hoặc tụng niệm thầm, nhất tâm xưng rằng Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, xưng danh hiệu như vậy đủ 1.000 lần. Qua 1.000 niệm rồi bạch lời như vậy: Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Đại Từ Đại Bi Cuối Mong Bồ Tát, hộ niệm cho con và tất cả chúng sanh mau trừ các nghiệp chướng, thêm lớn đức tin thanh tịnh, khiến cho những điều xem xét hiện nay khế hợp tương ứng đối với sự thật. Nói lễ rồi sau đó tay cầm một luân ở trên vật sạch gieo qua một bên. Cách thức như thế muốn xem cho mình hoặc xem cho người cũng đều như vậy. Người xem nên biết, người muốn chiêm sát tướng một luân đây tùy nghiệp được hiện, đều phải mỗi mỗi quan sát kỹ lưỡng, suy tư nghiệm xét, hoặc là thuần đủ cả 10 điều thiện, hoặc là thuần đủ cả 10 điều ác, hoặc thiện ác xen lẫn, hoặc thuần thiện chẳng đủ, hoặc thuần ác chẳng đủ, nghiệp nhân như vậy, giống loại chẳng đồng, tập khí quả báo mỗi thứ mỗi khác, như Đức Thế Tôn đã nói rộng rãi nơi nhiều kinh khác, phải nên nhớ nghĩ, suy ngẫm, quan sát nghiệp chủng được hiện, cùng với những việc quả báo khổ vui lành dữ trải qua trong hiện đời này, như tương xứng với nghiệp tập phiền não đang nhận, đó là mệnh danh là khế hợp, chẳng nếu chẳng tương xứng phải biết đó là chẳng hết lòng thành mà là luống sai. Nếu chim tướng mọc lưng mà nghiệp thiện nghiệp ác đều chẳng hiện ra, thì người này đã chứng tâm sáng suốt của trí vô lậu, hãy nên chuyên cầu xuất ly thế pháp, chớ ưa nhận lại quả báo thế gian những nghiệp thủ lậu lần lượt nhỏ yếu chẳng còn tăng trưởng, cho nên chẳng hiện trường hợp thuần thiện chẳng đủ, thuần ác chẳng đủ, thì hai hạng người này những gì về nghiệp thiện nghiệp ác của họ chẳng hiện đều là nhỏ yếu chưa dẫn đến quả, do đó chẳng hiện. Nếu đời sau này những vị đệ tử của Đức Như Lai một khi chiêm nghiệm quả báo thiện ác được tương ưng rồi, đối với những món thuộc năm thứ dục khi được xứng ý chớ tự dễ xui rồi khởi lòng buông lung, liền nên xét nghĩ ta được như vậy là do thiện nghiệp đã tạo đời trước, cho nên ngày nay được phước báo này ta càng phải tiến tu thêm nữa, chẳng nên dừng nghỉ. Nếu gặp ác ách nạn hoặc là những sự suy não chẳng lành gói gắm lo sợ chẳng được vừa ý, phải nên cam chịu chớ nên nghi hối mà thoái tu thiện nghiệp, liền nên xét nghĩ nghiệp ác thế này chỉ do đời trước ta đã gây tạo, cho nên bây giờ mắc báo như thế, nay ta nên sám hối ăn năn những nghiệp ác đó, cũng như chuyên tu pháp môn đối trị và tạo nghiệp lành thêm, không được dừng lại hay lười biếng phóng túng. Nếu chẳng như thế chỉ càng thêm sự chứa nhóm các thứ khổ tụ thôi. Trên đây là phương pháp chiêm sát bằng tướng mộc luân thuộc cách thứ nhất. Hiện nam tử nếu muốn chiêm sát nghiệp được chứa nhóm xa gần trong đời quá khứ về trước, những nghiệp đã tạo mạnh yếu lớn nhỏ sai khác thế nào, lại nên khắc gỗ ra làm 3 luân, biểu thị 3 nơi thân khẩu ý, mỗi luân chủ một nơi vết viết chữ vào đó, lại nơi mỗi luân chính giữa một mặt viết vào đường gạch hơi lớn và dài,
cho đến chí mí. Kế mạch thứ hai viết vào đường gạch hơi nhỏ và ngắn. Kế mạch thứ ba gạch một nét khác hơi to và sâu. Đến mạch thứ tư cũng khắc một nét cho lớn và cạn. Cần nên biết rằng nghiệp thiện thiện trang nghiêm cũng tương tự như vẽ vời tô điểm, nghiệp ác suy hại cũng như gạch bỏ. Gạch nào dày lớn tượng trưng cho nghiệp, tượng trưng cho sự chứa thiện vốn đã từ lâu trở lại, thiện nghiệp đã làm mạnh mẽ bén nhạy, làm việc tăng thêm. Gạch nào nhỏ ngắn tượng trưng cho sự chứa thiện trở lại vốn còn gần cạn, chỉ mới tập tành, nền tảng chậm chạp, làm việc mỏng manh. Nét khắc nào mà vừa to vừa sâu tượng trưng cho những tập quán xấu ác từ lâu trở lại, việc làm tăng thêm, dư họa cũng dày. Nét khắc nào mà vừa to vừa cạn tượng trưng cho sự thoái tu thiện pháp trở lại đây gần, mà mới tập tành theo những ác pháp, những nghiệp đã tạo cũng chưa đến nỗi tăng thượng lên lắm. Mặc dù có khởi nghiệp ác nặng nhưng từng hối cải, đó được gọi là những điều ác nhỏ. Này thiện nam tử, nếu như chim sát luân tướng lần đầu thì chỉ mới biết thiện ác đã sai biệt, sai biệt đã tạo đời trước, nhưng chẳng thể biết tập quán chứa nhóm lâu xa hay gần, cũng như chưa thể biết nghiệp đã tạo là mạnh hay yếu, hoặc lớn hay nhỏ. Thế nên cần phải chiêm sát luân tướng lần thứ hai nữa. Nếu như chiêm sát luân tướng lần thứ hai thì phải căn cứ nghiệp được phát hiện trong luân tướng đầu, nghĩa là nếu thuộc nơi thân thì gieo luân tướng có ghi chữ thân, nếu thuộc về khẩu thì gieo luân tướng có ghi chữ khẩu, nếu thuộc về ý thì gieo luân tướng có sẵn chữ ý. Chẳng được đem tất cả tướng của ba luân gieo chung một lần, phải tùy theo nghiệp chú ý. Nên nhớ từng nghiệp thiện ác căn cứ theo luân thuộc về nghiệp nào thì gieo riêng luân đó để chiêm cho đúng. Lại nữa, nếu trong luân tướng chiêm lần thứ nhất chỉ được điều tốt nơi thân, mà trong luân tướng chiêm lần thứ hai lại được điều xấu nơi thân, như vậy gọi là lòng không chí thành, chẳng được khế hợp, gọi là sai luống. Lại nữa, chẳng tương ưng là trong 10 luân tướng xem lần thứ nhất được nghiệp bất sát chẳng giết, hay nghiệp thâu đạo trộm cướp trước ý trước chú một xem nghiệp bất sát, nhưng trong luân tướng chim lần thứ hai được ác nơi thân, đó cũng gọi là chẳng được khế hợp. Lại nữa, nếu thấy hiện tại từ khi sinh ra cho đến bây giờ chẳng ưa nghiệp sát, không tạo tội giết, chỉ có ý là còn chủ nghiệp sát, nhưng trong luân tướng chim lần thứ hai được thân đại ác, đó cũng gọi là chẳng được khế hợp. Từ đó suy ra trong nghiệp của khẩu hay nghiệp của ý chẳng nghĩa chẳng tương ưng, lại cũng như vậy. Cần phải biết rõ ngày địa đại bồ tát địa tạng bảo ngày kiên tịnh tính. Này thiện nam tử, nếu đời sau này các hạng chúng sanh vừa cầu thoát khỏi sinh già bệnh chết, vừa mới phát tâm tu tập thiền định trí tuệ vô tướng, cần phải xem trước nghiệp ác đã tạo trong những đời trước nhiều ít nặng nhẹ thế nào. Để nếu như nghiệp ác nhiều và sâu dày thì chẳng được ngay học pháp thiền định trí huệ, trước cần phải tu pháp sám hối. Tại vì sao thế? Đời này đời trước tập khí ác tâm mạnh mẽ bén nhạy, cho nên hiện tại ác tạo nhiều ác, hủy phạm trọng cấm. Cho nên nếu chẳng sám hối khiến được thanh tịnh mà lập tức tu thiền định trí tuệ thì người đó sẽ bị nhiều chướng ngại chẳng thể thành công, hoặc bị thức tâm lầm lạc cuồng loạn, hoặc bị tà ma ngoại đạo quấy gối, hoặc thâu nạp pháp tà thêm lớn ác kiến. Thế nên trước hết phải tu sám pháp. Một khi giới thể đã được thanh tịnh hay tội nặng đời trước được nhẹ mỏng rồi, ắt lìa các tướng. Thiện nam tử hành giả muốn tu pháp sám hối thì nên ở chỗ vắng, tùy năng lực của mình mà trang nghiêm một tịnh thất vừa phải. Trong thất tôn trí tượng Phật Bồ Tát để kinh sám, treo phan lọng lụa, chuẩn bị hương hoa để cúng dường, tắm gội thân thể, giặt sạch y phục, chớ cho hôi hám. Mỗi ngày 3 lần ở trong thất ấy 3 thời xưng niệm danh hiệu sám hối, một lòng kính lạy 7 đức Phật quá khứ và 53 đức Phật. Kế đó tùy 10 phương mà mỗi mỗi lạy chung, vận tâm lạy khắp nơi có được sắc thân xá lợi, hình tượng tháp miếu và những Phật sự của tất cả chư Phật. Kế lại lạy chung tất cả chư Phật 10 phương 3 đời. Lại nên vận tâm lễ khắp 10 phương tất cả pháp tạng
lại nên vận tâm lạy khắp tất cả chư hiền thánh tăng trong khắp mười phương. Sau đó duyên xưng danh thêm và đảnh lễ ta Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Lễ như vậy rồi cần phải nói về những tội đã tạo, một lòng ngưỡng bạch, có mong mười phương chư đại từ tôn chứng biết hộ niệm cho con sám hối, chẳng còn tạo lại. Xin nguyện cho con và tất cả chúng sanh mau được diệt trừ những tội từ vô lượng kiếp trở lại, 10 thứ nghiệp ác, 4 thứ tội nặng, 5 tội đại nghịch, tà kiến, điên đảo, chê bai tam bảo, tội nhất xiển đề. Khi đó hành giả lại nên xét nghĩ, tính tội như vậy chỉ là từ tâm hư vọng điên đảo mà khởi, không có thực thể nhất định để có thể nắm bắt, và thể của nó vốn là rỗng lặng. Nguyện cho tất cả chúng sanh đều mau thấu đạt bản tâm, diệt hẳn gốc tội, kế lại phát lời nguyện khuyến thỉnh. Xin nguyện mười phương tất cả Bồ Tát, vị nào chưa thành vô thượng chánh giác, nguyện xin nguyện vị ấy mau thành chánh giác. Vị nào đã thành, xin nguyện thường trụ mãi trên thế gian để chuyển pháp luân không vào niết bàn. Kế lại phát lời nguyện tùy hỷ, nguyện cho con và khắp tất cả chúng sanh rút gáo lìa hẳn thứ tâm ganh tị, tất cả cõi nước trong khắp ba đời. Những người tu học được các công đức và được thành tựu, con đều tùy hỷ kế lại phát lời nguyện hồi hướng. Nguyện những công đức mà con đã tu nếu có lợi ích cho khắp chúng sanh đều xin hồi hướng về nhất thiết chí đến thành niết bàn. Phát những lời nguyện hồi hướng đó rồi, hành giả bước qua bên cạnh tịnh thất, ngồi thẳng nhất tâm, hoặc niệm lớn tiếng hoặc là niệm thầm danh hiệu của ta. Hành giả phải nên tiết giảm ngủ nghỉ, nếu bị hôn trầm che mờ tâm tính thì nên trở vào đạo tràng trong thất kinh hành niệm tụng. Trên đây là nói ban ngày, kế đến là phần giờ giấc ban đêm. Nếu có đèn nến thắp sáng ban đêm cũng nên ba thời cung kính cúng dường sám hối phát nguyện. Nếu chẳng thể sắm đèn nến sáng sủa, phải nên thường trực ở trong tịnh thất một lòng tụng niệm, hằng ngày thực hành sám pháp như vậy, chớ lười bỏ phế. Nếu người đã có sẵn nền tảng thiện nghiệp xa xôi đời trước mà tạm thời gặp nhân duyên xấu ác rồi tạo điều ác thì tội chướng nhẹ, tâm của người ấy mạnh mẽ lanh lợi, ý lực hùng dũng, trải qua 7 ngày liền được thanh tịnh trừ các chướng ngại. Các hạng chúng sanh nghiệp có dày mỏng cho nên căn tánh có lanh có chậm, sai khác không lường, hoặc có những người sau 27 ngày thì được thanh tịnh, có người trải qua 21 ngày cho đến trải qua 49 ngày bèn được thanh tịnh. Nếu như người nào quá khứ hiện tại đều có các thứ tội nặng tăng trưởng, phải qua 100 ngày mới được thanh tịnh, hoặc 200 ngày cho đến trải qua 1.000 ngày sau mới được thanh tịnh. Nếu người căn tính cực kỳ chậm lục, tội chướng sâu nặng, cần phải luôn luôn phát tâm dũng mãnh, chẳng đoái tưởng đến việc tiết thân mạng, thường xuyên xưng niệm sớm tối kinh hành, nhiễu quanh tượng Phật, giảm bớt ngủ nghỉ, lễ sám phát nguyện, vui tu cúng dường, chẳng lười chẳng bỏ, dù cho mất mạng cũng chẳng dừng thoái, tinh tấn như thế, trong 1.000 ngày quyết được thanh tịnh. Thiện nam tử nếu muốn biết được tướng thanh tịnh thì bắt đầu từ khi tu hành sám pháp qua sau 7 ngày, phải nên mỗi bữa vào lúc sáng sớm lấy tướng một luân thuộc lớp thứ hai để đủ trong tay gieo luôn 3 lần. Nếu thân khẩu ý đều là thuần thiện, người ấy được gọi là thanh tịnh lại. Về đời sau này, các hạng chúng sanh, người nào có thể tu hành sám pháp thì quá khứ, từ trước, lâu xa trở lại, ở trong Phật Pháp đời nào đã từng tu tập thiện pháp, tùy người đó tu những công đức gì thì nghiệp đó cũng có dày mỏng đủ thứ khác lạ. Do đó những hạng người kia trong lúc được sự thanh tịnh tướng cũng chẳng đồng, hoặc có chúng sanh khi được 3 nghiệp thuần thiện bèn liền được thêm các thứ tướng hảo, hoặc có chúng sanh khi được tướng trạng 3 nghiệp lành vừa thì trong 1 ngày đêm lại thấy ánh sáng đầy thân của mình, hoặc nghe có mùi hương thơm lạ mà nơi thân khẩu ý thơi thế, hoặc có mộng lành, mộng thấy thân Phật đến để chứng minh tay xoa đầu mình khen rằng lành thay, người này thanh tịnh ta đến chứng minh cho ngươi, hoặc nằm mơ thấy thân vị Bồ Tát đến để chứng giám, hoặc mộng thấy rõ hình tượng Đức Phật phóng ra ánh sáng để vị chứng minh. Nếu người chưa được tướng 3 nghiệp lành mà chỉ trước đó thấy nghe những việc như vậy rồi cho là mình sám có kết quả thì đó chính là
Hư vọng gió ngụy chẳng phải tướng lành vậy. Nếu người từng có gốc lành xuất thế thì sự nhiếp thọ của họ mạnh lanh, thì ta lúc đó tùy chỗ đáng độ mà vì hiện thân phóng ánh từ quan khiến họ an ổn, lìa những nghi sợ, hoặc hiện những thứ thần thông biến hóa, hoặc lại khiến họ tự nhớ những việc lành dữ đã tạo trong những kiếp trước, hoặc lại tùy họ ưa những pháp gì liền vì nó những giáo pháp thâm yếu. Ngay đó người ấy liền hướng về thừa nào tức được đức tin quyết định vững chắc, hoặc lần lần chứng quả vị sa môn. Lại nữa, nếu chúng sanh nào mặc dù chưa thấy hóa thân của ta biến đổi nói pháp, hãy siêng tu học với lòng chí thành khiến thân khẩu ý được tướng thanh tịnh, rồi ta cũng hộ niệm khiến chúng sanh ấy mau được tiêu diệt các thứ chướng ngại, thiên ma ba tuần chẳng đến phá hoại, cho đến tất cả những quỷ thần của 95 thứ tà sư ngoại đạo cũng chẳng đến quấy nhiễu, và năm móng cái cũng lần lượt nhẹ mỏng kham nổi tu tập thiền định trí tuệ. Lại nữa, nếu đời sau này các hạng chúng sanh tuy chẳng vì cầu thiền định trí tuệ của đạo sức yếu, hay gặp những thứ hoạn nạn tai ách nghèo nàn khốn khổ lo gầu bức bách, cũng nên cung kính lễ lạy cúng dường tam bảo ăn năn tội ác đã tạo, và thường phát nguyện trong tất cả thời trong tất cả chỗ siêng lòng xưng niệm danh hiệu của ta với lòng chí thành, cũng sẽ mau thoát các thứ si não, bỏ thân này rồi sinh về chỗ lành. Lại nữa, thời đại sau này các hạng chúng sanh tại gia xuất gia muốn cầu thọ giới thanh tịnh vi diệu, nhưng trước đó tạo tội nặng tăng thượng chẳng được phép thọ, cũng phải như trên tu pháp sám hối với lòng chí thành, khi được tướng lành của thân khẩu ý rồi liền hỷ khá thọ. Nếu chúng sanh ấy muốn tu tập theo đạo lý đại thừa và cầu thọ những giới trọng căn bản của bậc Bồ Tát, hay nguyện thọ chung tất cả giới cấm xuất gia tại gia, nghĩa là nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới, nhiếp chúng sanh giới, nhưng chẳng tìm được giới sư giỏi khéo có thể giải rộng tạng pháp Bồ Tát tu hành trước kia, phải nên dốc lòng ở trong đạo tràng cung kính cúng dường ngưỡng bạch mười phương chư Phật Bồ Tát, cung thỉnh chư Phật làm thầy truyền giới, chư Đại Bồ Tát làm bậc tôn chứng, một lòng lập nguyện kể gành 10 tướng, trước hết nói 10 giới trọng căn bản, kế đến nêu chung 3 thứ tụ giới tự tại mà thọ, đây cũng đắc giới. Lại nữa, các hạng chúng sanh về đời vị lai muốn cầu xuất gia hoặc xuất gia rồi lại chẳng thể gặp giới sư giỏi đúng và thanh tịnh tăng, tâm họ nghi ngờ chẳng được đúng pháp thọ những giới cấm, hễ có khả năng học sự phát tâm cầu đạo vô thượng và cũng làm cho thân khẩu ý được thanh tịnh rồi, xong những người ấy còn chưa xuất gia hãy nên cạo tóc mặc vào pháp y lập nguyện như trên tự thệ mà thọ 3 tụ luật nghi của giới Bồ Tát, đó là mệnh danh là được đầy đủ giới ba la đề mộc xoa của người xuất gia, gọi là tỳ kheo hay tỳ kheo ni. Sau đó liền phải tìm tòi học hỏi lực tạng thanh văn và lực tạng kết kiết tập của Bồ Tát thừa, thọ trì đọc tụng quán sát tu hành. Nếu tuy xuất gia mà tuổi người ấy chưa đầy 20, phải nên trước thệ nguyện thọ 10 giới căn bản của Bồ Tát và thọ những giới riêng của Sa Di hay Sa Di Ni, liền phải gần gũi cúng dường cung cấp hầu hạ bậc đã xuất gia kỳ cựu, vị này trước đã học đại thừa tâm và thọ đủ giới Sa Di Ni mới thọ, thỉnh cầu vị này làm thầy y chỉ, thỉnh xin dạy dỗ tu hành oai nghi như những phép tắc của một sa di hay sa di ni. Nếu chẳng thể gặp người nào như thế thì chỉ nên gần gũi những vị bồ tát tu về luận tạng mà đọc tụng suy ngẫm quán sát tu hành, hãy siêng cúng dường phật pháp tăng bảo. Nếu sa di ni tuổi đã 18 cũng nên tự thệ thọ 6 giới pháp của một thức xoa trong tạng tỳ ni, và phải học hỏi tất cả tụ giới của tỳ kheo ni, lúc tuổi người đó tròn đủ 20 mới có thể tổng thọ 3 tụ tịnh giới của một bồ tát như trên đã nói, sau đó được gọi là tỳ kheo ni. Nếu chúng sanh nào tuy học sám hối mà chẳng hay hết lòng, chẳng được chịu chứng mộng thấy tướng hảo, giả sử tác pháp tưởng mình thọ giới chẳng gọi đắc giới. Bây giờ ngài Kiên Tịnh tính hỏi ngài Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát và đấng đại sĩ về sự chí tâm, tính cách sai biệt có bao nhiêu thứ, những sự chí tâm nào có thể cảm chịu mộng thấy tướng lành. Ngài Địa Tạng đáp:
Này thì Nam Tử nói về chí tâm tóm tắt có hai những gì là hai: một là chí tâm cầu nguyện của người vừa mới phát tâm học tập, hai là chí tâm của người nhiếp ý tinh chuyên và hành tụ dũng mãnh. Được sự chí tâm thứ hai có thể gặt hái kết quả mơ thấy tướng lành. Hai sự chí tâm này lại có ba thứ khác nhau giữa hạ trung thượng. Những gì là ba? Một là nhất tâm, nghĩa là hệ niệm tư tưởng một chỗ không cho tán loạn, tâm trụ tỏ rõ bậc hạ. Hai là tâm dũng mãnh, ấy là chuyên cần không hề biến chể, chẳng tiếc thân mạng bậc trung. Ba là thân tâm, nghĩa là tương ứng với pháp rốt ráo chẳng thoái bậc thượng. Nếu người tu tập pháp sám hối này cho đến chẳng được chí tâm bậc hạ thì chọn chẳng thể có sự cảm chịu tố tướng tốt thanh tịnh. Trên đây là nói phương pháp chiêm xét luân tướng thứ hai. Này thiện nam tử, nếu muốn chiêm xét sự chịu quả báo sai khác ba đời, lại phải khắc gỗ ra làm sáu luân. Nơi sáu luân này lấy các con số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ghi vào trong đó, mỗi số chủ một mặt, mỗi luân viết ba mặt, mỗi mặt một số, số ghi thứ lớp không cho lộn lạo nên biết. Những số như thế đều từ số 1 mà khởi, lấy 1 làm gốc, cái tướng của những con số. Như vậy tượng trưng cho nhóm 6 căn của khắp tất cả chúng sanh đều từ cảnh giới nhất thật, tướng tự tánh, thanh tịnh tâm của Như Lai Tạng mà khởi, nương nơi cảnh giới chân vọng hòa hợp của nhất thật tướng, lấy đó làm gốc, nghĩa là nương cảnh giới của nhất thật tướng sẵn có vô minh chẳng rõ nhất chân pháp giới, nhận làm cái nhớ nghĩ tư duy mà hiện ra cảnh giới hư vọng, rồi chấp phân chấp đắm chứa nhóm mãi thành nhân duyên của nghiệp sinh các giác quan như mắt tai mũi lưỡi thân ý, nương vào sáu căn bên trong đối với sáu trần bên ngoài là sắc thanh hương vị xúc pháp mà khởi ra nhận thức của sáu giác quan, hoặc nghịch hoặc thuận, chẳng nghịch chẳng thuận, thành ra 18 cảm thọ. Nếu đời sau này hàng đệ tử Phật đối với sự thọ quả báo ba đời, người nào có ý muốn giải quyết nghi nên phải nên ba lần gieo tướng mộc luân. Cách thứ ba này chiêm xét bằng cách tính số cộng lại, căn cứ tổng số mà xem để định thiện ác, các tướng quả báo thiện ác ba đời để xem. Như vậy gồm có 189 thứ. Những gì là 189 thứ? Một, cầu thượng thừa sẽ được bất thoái chuyển. 2. Cầu quả được chứng, hiện tại sẽ chứng. 3. Cầu duyên giác thừa được không thoái chuyển. 4. Cầu thanh văn thừa được bất thoái chuyển. 5. Cầu sức thần thông được sự thành tựu. 6. Tu bốn phạm hạnh được sự thành tựu. 7. Tu thiền thế gian được sự thành tựu. 8. Giới nào muốn thọ là được diệu giới. 9. Giới nào từng thọ được đầy đủ giới. 10. Cầu thượng thừa nhưng đức tin chưa trụ. 11. Cầu duyên giác thừa nhưng đức tin chưa vững. 12. Cầu thanh văn thừa nhưng đức tin chưa vững. 13. Người được chiêm xét chính là bạn lành. 14. Tùy nghe những gì đều đúng với chính pháp. 15. Người được chiêm xét chính là bạn ác. 16. Tùy nghe những gì đều sai chính pháp. 17. Người đang được xem có đức thật sự. 18. Người đang được xem không có thật đức. 19. Nghĩa được tu quán là không sai lầm. 20. Nghĩa được tu quán là bị lầm lộn. 21. Những gì đọc tụng là không lầm lộn. 22. Những gì đọc tụng là bị lầm lộn. 23. Những hạnh được tu chẳng bị sai lầm. 24. Những gì thấy nghe đều là tướng lành. 25. Có sở chứng gì đều là chân thật. 26. Có học những gì đều là sai lầm. 27. Những gì thấy nghe chẳng phải tướng lành. 28. Có chứng ngộ gì đều chẳng phải chính. 29. Có kết quả gì là do tà thần giúp giữ. 30. Nếu nói giỏi điều gì là chí tà biện bác. 31. Biết chỗ huyền diệu chẳng phải sức người. 32. Nên trước tập quán đường lối sáng suốt. 33. Nên tập đường lối thiền định trước đó.
34 xem chỗ được học không bị chướng ngại, 35 xem chỗ được học là điều thích nghi, 36 xem chỗ được học chẳng phải thích nghi, 37 xem chỗ được học là đã tu tập đời trước, 38 xem chỗ được học chẳng phải đời trước tu tập, 39 xem chỗ được học khéo tăng trưởng lên, 40 xem chỗ được học là phương tiện nhỏ, 41 xem chỗ được học không sự tiến thú, 42 quả gì mong cầu hiện tại chưa được, 43 cầu xuất gia thì sẽ được ra đi, 44 mong cầu nghe pháp sẽ được chỉ dạy, 45 cầu những quyển kinh sẽ được đọc tụng, 46 hãy xem việc làm đều là ma sự, 47 hãy xem những việc đã làm đều thành tựu, 48 xem việc được làm chẳng được thành tựu, 49 cầu giàu của cải sẽ được xung thạnh, 50 cầu địa vị quan sẽ được kết quả, 51 cầu sống lâu sẽ được thêm tuổi thọ, 52 cầu tiên đạo thế gian sẽ được kết quả, 53 xem chỗ học vấn đạt được nhiều chỗ, 54 xem chỗ học vấn ít đạt kết quả, 55 tìm thầy tìm bạn được như ý muốn, 56 tìm đệ tử được như ý, 57 tìm cha mẹ được như ý muốn, 58 cầu con trai con gái được như ý, 59 tìm thê thiếp như ý, 60 tìm bạn đồng học được như ý muốn, 61 xem lại những gì lo dự được hòa hợp, 62 người được xem tâm họ mang hờn giận, 63 mong người không giận sẽ được hoan hỷ, 64 cầu sự hòa hợp được như ý muốn, 65 tâm của người được xem thì hoan hỷ, 66 người mình nghĩ đến sẽ được gặp gỡ, 67 người mình nghĩ đến chẳng được gặp lại, 68 người được mời gọi sẽ được nhóm đến, 69 người bị chê ghét được rời khỏi họ, 70 người mình kính mến sẽ được gần họ, 71 pháp quán ly dục ý được tập trung, pháp quán ly dục ý chẳng tập trung, 73 người được mời gọi họ sẽ chẳng đến, 74 người được hẹn trước chắc chắn sẽ đến, 75 người được hẹn trước ở lại không đến, 76 người đang được xem được sự an lành, 77 người đang được xem hiện chẳng an lành, 78 người đang được xem đã không còn thân, 79 người mình trông gặp sẽ được gặp họ, 80 những gì mình đang tìm sẽ được gặp lại, 81 những gì cầu nghe sẽ được lợi lành, 82 những gì mong tìm thấy chẳng được như ý, 83 xem chỗ bị nghi chính đúng là sự, chính là đúng thật, 84 xem lại chỗ bị nghi là chẳng thật, 85 người đang được xem chẳng còn hòa hợp, 86 cần làm Phật sự sẽ được kết quả, 87 cần những món cúng sẽ được kết quả, 88 tìm những của cải sẽ được như ý, 89 tìm của nuôi thân ít được kết quả, 90 có cầu những gì thấy đều sẽ được, 91 có cầu những gì thấy đều chẳng được, 92 có cầu những gì ít được kết quả, 93 có cầu những gì đều được như ý, 94 có cầu những gì liền được nhanh chóng, 95 có cầu những gì chẳng được nhanh chóng, 96 có những mong cầu nhưng bị tổn thất, 97 có cầu những gì sẽ được lợi lành, 98 có cầu những gì nhưng sẽ chịu khổ, 99 xem vật bị mất sẽ tìm lại được, 100 xem vật bị mất chẳng tìm lại được, 101 xem vật bị mất tự trở về lại, 102 cầu lìa ách nạn được thoát ách nạn, 103 cầu khỏi bệnh hoạn sẽ được trừ lành, 104 xem những việc đã qua không chướng ngại, 105 xem những việc đã qua có chướng ngại, 106 xem nơi đang ở được dừng ở yên, 107 xem nơi đang ở chẳng được bình an, 108 nơi vừa mới đến được sự an vui, 109 nơi vừa mới đến là có ánh nạn, 110 nơi vừa mới đến là lưới của ma, 111 nơi vừa mới đến có thể khai hóa, 112 nơi vừa mới đến có thể khai hóa, 113 nơi vừa mới đến tự được lợi ích, 114 con đường dạo qua không bị não hại, 115 con đường dạo qua có bị não hại, 116 vua dân ác nên đói kém nổi lên, 117 vua dân ác nên nhiều bệnh ôn dịch, 118 vua dân tốt nên được nên nước được giàu vui, 119 vua vô đạo nên nước tai hại lớn, 120 vua tu đức tai nạn loạn ly diệt, 121 vua làm ác nước sắp bị phá hoại,
122 vua tu thiện, nước được xây dựng lại. 123 xem chỗ dạ qua được khỏi các nạn. 124 xem chỗ dạ qua chẳng thoát khỏi nạn. 125 nơi đang được ở mọi người an ổn. 126 nơi đang được ở có sự chướng ngại. 127 tụ lạc đang ở mọi người chẳng yên. 128 là nơi nhàn tịnh không có ác nạn. 129 xem ga quái lạ nhưng không tổn hại. 130 xem ga quái lạ. 126 nơi đang được ở có sự chướng ngại. 127 tụ lạc đang ở mọi người chẳng yên. 128 là nơi nhàn tịnh không có ác nạn. 129 xem ga quái lạ nhưng không tổn hại. 130 xem ga quái lạ có sự tổn hại. 131 xem ga quái lạ tinh tấn thì an. 132 giấc mộng được thấy không gây tổn hại. 133 giấc mộng được thấy có sự tổn hại. 134 giấc mộng được thấy tinh tấn thì an. 135 giấc mộng được thấy là một loại lành. 136 thấy chướng loạn đó nhưng mau được lìa. 137 thấy chướng loạn đó lần lần được lìa. 138 thấy chướng loạn đó mà chẳng lìa khỏi. 139 thấy chướng loạn đó nhất tâm là trừ. 140 thấy nạn đang bị nhưng mau được thoát. 141 thấy nạn đang bị lâu mới được thoát. 142 thấy nạn đang bị chịu nhiều suy não. 143 thấy nạn đang bị tinh tấn sẽ thoát. 144 thấy nạn đang bị biết mạng sắp chết. 145 thấy mạng đang mắc nhất chẳng nên điều trị. 146 thấy bệnh đang mắc chẳng phải người phá. 147 thấy bệnh đang mắc hợp với phi nhân. 148 thấy bệnh đang mắc có thể trị liệu. 149 thấy bệnh đang mắc khó thể trị liệu. 150 thấy bệnh đang mắc tinh tấn là lành. 151 thấy bệnh đang mắc phải khổ lâu dài. 152 thấy bệnh đang mắc tự động sẽ lành. 153 thấy bệnh đang mắc đến thầy khám mới trị nổi. 154 thấy bệnh được chữa là trị đúng pháp. 155 thuốc đang được uống sẽ được hiệu lực. 156 thấy bệnh đang mắc được trừ lành hẳn. 157 thầy được tìm đến chẳng thể trị liệu. 158 được cách được trị liệu là chữa trị sai. 159 thuốc đem cho uống chẳng được hiệu lực. 160 thấy bệnh đang mắc là mạng sắp chết. 161 đó là đường địa ngục mà đến. 162 từ trong con đường súc sinh mà đến. 163 từ trong con đường ngạ quỷ mà đến. 164 từ trong con đường Atula mà đến. 165 từ trong nhân loại mà đến. 166 từ trong loài trời mà tái sinh đến. 167 từ trong những người tại gia mà đến. 168 từ trong hàng ngũ xuất gia mà đến. 169 đã từng gặp Phật cúng dường mà đến. 170 từng gần cúng dường hiền thánh mà đến. 171 từng được nghe pháp rất sâu mà đến. 172 bỏ thân này rồi sẽ vào địa ngục. 173 bỏ thân rồi sẽ đọa làm súc sinh. 174 bỏ thân rồi sẽ đọa làm ngạ quỷ. 175 bỏ thân rồi sẽ làm Atula. 176 bỏ thân rồi sẽ sinh vào nhân đạo. 177 bỏ thân rồi sẽ làm vua trong loài người. 178 bỏ thân rồi sẽ sinh lên cõi trời. 179 bỏ thân rồi sẽ làm vua cõi trời. 180 bỏ thân rồi sẽ nghe pháp rất sâu. 181 bỏ thân rồi sẽ được xuất gia tu học. 182 bỏ thân rồi sẽ được gặp thánh tăng. 183 bỏ thân rồi sẽ sinh lên trời Đâu Xuất. 184 bỏ thân rồi sinh lên tịnh độ của chư Phật. 185 bỏ thân rồi sẽ liền được thấy các đức Phật. 186 bỏ thân rồi sẽ trụ vào thừa dưới thanh văn. 187 bỏ thân rồi sẽ trụ vào thừa giữa duyên giác. 188 bỏ thân rồi sẽ chứng được đạo quả. 189 bỏ thân rồi liền được bậc thượng thừa. Này thiện nam tử, đó là những tướng sai biệt của 89 thứ quả báo lành dữ. Cách chiêm xét như thế đều tùy sự chú ý và tùy tâm của người được xem đến. Nếu các số cộng với ý người tương xứng thì không sai lạc. Các số cộng gieo cho người nào mà còn và con số thành với việc tâm đang chú trọng theo đuổi để xem kết quả không tương xứng ấy là chẳng hết lòng thành, như thế gọi là hư luống. Người nào gieo 3 lần mà không thấy hiện số là cái ấy đã được vô sở hữu không gì để vướng mắc. Lại nữa, thiện nam tử, nếu tự phát ý xem cho người khác đang chịu quả báo thì sự việc cũng đồng như vậy. Nếu có người nào chẳng thể tự chiêm mà đến cầu thỉnh muốn xem cho họ, phải nên cân nhắc quán xét tâm mình có tham danh lợi thế gian hay không, bên trong ý có thanh tịnh hay không, sao mới có thể quy kính tu hành cúng dường như trước, dốc lòng phát nguyện. Vì họ chiêm xét chẳng nên tham cầu danh lợi thế gian như việc làm của những hạng thầy tà để tự phương hại rối loạn cho người. Nếu xét trong tâm chẳng được thanh tịnh dù cho chiêm xét nhưng chẳng tương xứng, chỉ là sai lầm một cách hư luống mà thôi. Lại nữa, các hạng chúng sanh về đời sau này bất cứ việc gì được chiêm xét đến mà chẳng đạt được kết quả tốt lành, việc cầu chẳng được, nhiều sự lo âu, lúc bị bức bách lo gầu sợ sệt, phải nên sám tối thường, nên tụng niệm danh hiệu của ta. Nếu luôn chí thành thì việc chiêm xét sẽ được tốt lành, cầu gì được nấy, hiện đời lìa khỏi những sự si buồn. Kinh chiêm xét nghiệp
báo thiện ác.